Vậy sao nó có tiền roll luôn, mấy thằng up cấp sớm nó lại lợi. Là vậy đấy. Chứ thằng eco trắng nó vẫn lợi mà. Căn bản là khi bài bạn xấu quá thì bạn cứ eco trắng thôi. Bài xấu quá thì eco trắng chứ sao giờ. Cái bài xấu mà bạn đòi bạn bắt giữ máu đến win trick thì sao đáng. Đúng rồi, eco trắng được cái lượm đồ trước, đồ đẹp, tiền nhiều, dễ chốt bài, dễ xoay bài, cứ nhìn đồ và đó bắt đầu là up chết lên, cứ đồ đấy mà phang. Chẳng hạn giáp thiên thần cũng săn vô cực với quỷ thư thì cứ Talon Morgana phang. Kệ mẹ đó. Được lựa đồ. Thì ai cũng muốn giữ máu cả, tâm lý ai đánh trong game này cũng muốn giữ máu, lúc nào cũng muốn mình nhiều máu để đỡ dễ chết. Nhưng mà đâu phải đời đâu phải lúc nào cũng như là mơ đâu mấy ông. Giờ bài nó không ra cho ông giữ máu thì ông phải eco trắng thôi. Bài xấu ở đầu game, bài xấu, đồ xấu thì làm sao giữ. Đúng chưa? Nói bài đẹp, đồ đẹp đầu game thì thằng nào chả muốn. Bây giờ 8 thằng thì chẳng cũng phải có thằng đen, thằng đỏ chứ. Đấm nhau thì cũng phải có thằng mất máu, thằng không. Tâm lý 8 thằng trong này thằng đéo nó cũng muốn giữ máu đến win chết cả. Thế thì ai mất máu? Thằng nào xui hơn thằng đấy mất máu thôi. Quy luật rồi mà. No one is promised tomorrow. I see sharp food. I got this. A feast awaits. Mùa kia thì chơi nhiều rồi cũng chán, gần hết đội hình để test rồi bạn. Hiểu gần hết mùa luôn rồi. Để xem nó thay đổi gì không. Một hai ngày, một ngày vô chơi lại lần. Tại bên đấy update liên tục ấy. Nó fit liên tục. Tranh thủ 10 đồng sớm đi anh em. Tranh thủ được 10 đồng sớm này. Đó, mình vừa up chat được mà mình vừa giữ được tiền này. Up chat cũng không có gì thú vị để up chat nhỉ. Kệ nó, chưa có tên ăn. Up chat cho thêm con Elite vào cũng được. Chưa có tên ăn anh em ơi. Vẫn giữ được 10 đồng lợi tức là được rồi. Thôi có ba cuồng giáo eco trắng chứ. Tại đó là bài khi nào mà yếu quá thì eco trắng. Đầu game có được ba cuồng giáo là cũng đã đỡ rồi. Chỉ có thua thì cũng thua ít. Eco trắng với trường hợp là bài không có cái gì để đép cơ. Giữ được tí máu thì cũng đỡ đi. Đấy thắng rồi nè. Kata này, y Kennen nha. Cho Kennen vào được này. Bắn Yasu đi. Để Kata lại nha, có gì thần tài nha. Ừ, đồ này hộ pháp được mà. Thôi bắt tên ăn xong đấu chi bạn. Bắt chi. Bạn cũng đâu cần thiết lắm đâu. Đang ba cuồng giáo với lại hai hộ pháp mà. Bắt tên ăn xong đấu làm gì đó. Bài đang ok mà. Bắt chi. Server Việt giờ hơi rác nhưng dễ có cơ hội tạo siêu phẩm. Thì đấy. Rác cũng có thể là nhiều khi rác cho bài khác, cũng có thể là rác cho bài mình.
thì cơ hội thằng nào đỏ hơn thôi. Mình đã nói rồi, game đỏ đen mà, thằng nào đỏ hơn thằng đấy ăn. Ê, có thể đánh được cùng dạ, à có thể đánh được chiến tướng này. Tính ra còn đang chấp tên ăn luôn bây. Rồi, thấy có tên ăn là thấy mình thua đấy. Chấp nhận mất một đồng lợi tức không ta? Mà đánh hộ pháp được luôn đấy nhở. Đó, mất đồng lợi tức cũng vậy. Nhìn thấy nó ốc chết, nó có cái tên ăn cuồng giáo, cuồng dùng, nó thấy thua rồi đấy. Ấp đi cũng được. Mất một lợi tức cũng được. Để tăng tỷ lệ đi. Tăng tỷ lệ đi. Để mình chắc là mình sẽ lượm giáp đấy. Giáp hoặc là gậy đai máu gì đấy, giáp đi. Cho Kenen giáp thiên thần trước đi. Giáp thiên thần trước đi. Đánh hộ pháp dễ hơn nhỉ. Đánh hộ pháp dễ hơn, hộ pháp với chiến tướng cũng được. Đánh hộ pháp chiến tướng đầu game cho Kata cầm bàn tay công lý, cho Kata cầm đồ Saiya ấy. Xong rồi lát nữa ra Saiya thì đổi đồ Kata qua. Đó là một cái kiểu sai bài hợp lý từ hộ pháp ấy. Hộ pháp sang chiến tướng sang hộ pháp ấy. Ngon lắm ấy. Ui. Thật tài kia. Đống tiền thế này. Cung. Thôi giáp thiên thần đi đã. Giáp thiên thần Kenen này. Có thần tài anh em, bỏ hết đi. Thiên năng pháp sư mình cũng không cần lắm. Hộ pháp thân tài. Nhà đen. Để bên này search lại cái gì đắn luôn cũng được nhỉ. Ê, đáng lý phải để con Javan ra chứ nhỉ. Đáng lý là phải để con Javan ra mới đúng. Insert đi. Bán hết cũng đâu tích được 10 đồng đâu. Bố khỉ nó. Thôi đừng bắt. Đừng bắt con này các bạn ơi. Bắt con này thì nó kiểu như là sao ta, nói sao ta, kiểu như là mấy con này kiểu như là đầu game chốt cái con này sớm quá ấy. Nó không tác dụng nhiều ấy. Ram Kenen để cho nó dễ lên 3 sao ấy. Ram Kenen thì chốt bài ấy. Chứ bắt con này sớm quá nó không tác dụng nhiều. Với lại mình đang đánh thần tài mà, mình bắt sớm quá ấy, nhiều khi nổ luôn. Mất công lại toang. Đồ này chắc là không đánh được à, không đánh được chín tướng rồi. Rồi Talon Morgana, hộ pháp. Đánh Talon Morgana hoặc là hộ pháp được. Talon Morgana hoặc hộ pháp nhé. Talon Morgana hoặc hộ pháp thôi. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi được chưa? Thì đồ tể được mà, tôi đang bắt con bài để kìa. Bài Darius rồi. Nhiều bài để đắng mà, từ từ đã. Giờ cứ bàn tay công lý cho Kata đi. Kiếm bàn tay công lý cho Kata này. Rồi làm gì làm, đây có quỷ thư tới nơi rồi này. Ôi này. Ơ kìa. Ơ kìa. Ô kìa ai như con ô lam. Ô
kìa anh như Olaf. Không, sắp thần tài gì? Khói. Trời ơi, meta này mà đánh sắp thần tài làm cái gì? Meta này sắp thần tài cút luôn, bài cho nó mặn sớm lắm. Toàn nó ốp chết, ui mẹ, mỗi thằng còn tí máu kìa. Toàn mấy thằng ốp chết sớm quái vật không à. Sắp thần tài cái gì? Toàn mấy ông nội ốp chết sớm với bài quái vật mà cứ sắp thần tài thôi. Cút luôn bây giờ. Rồi, chuẩn bị tí đưa dắt tinh thần này. Bỏ khen nen này. Bra ông này. Rất tinh thần cung săn cho Olaf đi nhờ. Để nổ hũ cho nó dễ. Đai máu cho con này. Tí ghép quỷ thư này. Pai vô này. Bra ông vô này. Đấy, ba thần tài ba đồ tể nhá. Dễ nổ hũ rồi đấy. Bây giờ kiếm long tộc. Bây giờ kiếm long con mợ nó tộc thôi. Ủa cái gì CV3 đồ bờ anh binh vậy? Nổ đi, 4 round nổ được rồi. Đam mê gì? 3 round chứ, chưa được 4, 3 round nổ được rồi. 3 round là được búp rồi. Thần tài 3 round nổ là được búp rồi, bây giờ giữ máu đi, đừng có ham thần tài sâu. Giữ máu được rồi. Giữ máu thôi. Thì hít có cái Nico này, dễ rồi. Không tham thần tài nữa nhé. Từ từ, cho ghép. Bỏ Kata đi. Bỏ này luôn đi. Đang kiếm con long tộc với anh em. Savannah nữa. Thôi, rau sau nhé, rau sau kiếm. Rau sau kiếm con Savannah bỏ vào. Savannah hoặc là Chitana. Ok. Ôi, ra được quả Neko là vui rồi. Mẹ thật. Thần tài ra Neko mớ tiền luôn. Quá ngon rồi. Quỷ thư không? Ê, Savannah luôn kìa, nhặt Savannah luôn đi. Đằng nào mình cũng cần cái bàn tay công lý. Hay nhặt găng ta. Thôi, nhặt Savannah đi cũng được. Mình đang cần cái long tộc. Long tộc đấu sĩ luôn. Mất công roll các bạn ơi. Giờ ốp thẳng 8 thôi. Đấu sĩ long tộc luôn này. Giờ Olaf bàn tay công lý nó là ping nhá. Đấy, long tộc đấu sĩ. Rồi, núp hết long tộc ở dưới đi. Tí lên sau. Rồi, ping 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 ping. Neko này. Rồi, Neko đéo gì. Bán. Bởi anh Binh phu một sao nhưng mà form đẹp bạn. Phu một sao mà form đẹp phải đáng. Phu một thì làm sao? Olaf đồ ngon. Ba đồ tể, ba long tộc, hai tiên phong, hai đấu sĩ. Form quá đẹp. Tiểu học thì tiểu học nhưng mà lực. Tiểu học nhưng mà nó có cái lực của tiểu học. Đây, có Chitana rồi. Tiểu học cũng có cái lực của tiểu học chứ bạn.
cứ khinh thường tiểu học thôi. Tiểu học nó có lực của tiểu học. Con này muốn bắt được, con này bắt được. Biết đâu nó ra mẹ tên ăn. Tên ăn gì ta? Mẹ Morgana hấp huyết xoay luôn ý, cái gì nữa. Biết đâu bất ngờ lên bàn thờ ăn xôi. Cung BF đai máu, mình cần quỷ thư hơn giáp lửa nhá. Rồi tân sau Ron nha, tân sau Onin này, tân sau Onin này diệt khổng lồ được không ta, cũng săn diệt luôn được ấy nhở, diệt luôn đi nhở, để coi coi có cuồng giáo này không, có đấu sĩ, có Kennen, Kennen nhìn heo 2 1900 máu. Không, đợi làm gì, diệt được mà, diệt ngon. Đợi chi? Đợi làm gì? Ây da, thua kìa. Giết ngon mà, đợi làm gì? Đợi là phải đi lượm thân ký găng. Mà bây giờ thì đang cần ký gậy để lấy quỷ thư. Ông đợi gì nữa, Talon cầm đồ này ping luôn ý. Ra mà Talon cầm đồ này là ping luôn. Đợi gì nữa mà đợi. Savannah 2 à? Đợi gì nữa mà đợi trời. Đợi chờ gì nữa. Thấy không? Tên Antalon sắp thủ, cầm đồ này ping. Cứ thế thôi. Xét. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa? Ui Kennen 3 luôn mà. Kennen 3 sao luôn mà. 4.2, tôi mới ngó Kennen 2 xong đớp phát Kennen 3 luôn. Kinh vãi lên, làm quả Talon 3 đi cho nó đỡ sợ cái. Nhìn sợ quá. Nhìn sợ quá, mình phải làm quả Talon 3 cho nó đỡ sợ các bạn ơi. Chứ mình nhìn sợ quá. Lý hai thì từ từ. Người ta để dành nơi cô ta lon cái ly thôi. À mình bỏ một con ly hả? Thôi kệ đi. Có nghĩa là mình bỏ qua một con ly xin đúng không? Tại mình không muốn bắt ly xin ấy. Bắn bài này cũng đâu cần ly xin lắm đâu. Bây giờ quỷ thư cái đã. Chắc bắn này phải chơi 4 sát thủ ấy nhờ. Talon 3 4 sát thủ cho nó tăng chí mạng đó nhở.
Liha này có gì đâu, từ từ quý út cứ thế thôi, cứ thế thôi, cứ thế thôi các bạn ạ, cứ thế thôi, thôi cần quý thư nhá, cứ thế thôi, cứ rình thôi đây này, thấy không, giáp thiên thần các kiểu đồ không thèm lấy này, bàn tay công lý các kiểu không thèm lấy, cứ lấy gậy thôi. Ok ok bạn nè, cứ thế thôi, ráng đi nha, ráng đi đừng làm tôi thất vọng nha, ráng cản tôi lại cái, cản thằng Châu lại đi chứ, để nó như vậy là không được. Ba khai sáng thiếu con Janna đúng không, cản lại hộ đi bạn ơi, cản thằng Châu lại, lẹ lên nhanh đi bạn ơi, lẹ cái tay lên, phát hen lên, trời ơi cản lẹ lên, cản nó lại, phát hen lên, phát hen lên, nhăn cái hen lên, bây giờ phải run con Janna anh em ơi, bây giờ không cần con Pai nữa rồi, ta lo sát thủ không cần Pai luôn ấy, không cần con Pai nữa, bây giờ kiếm hai nước mắt cho Ly à. Janna đâu, tí thua này, thế con Talon ba nó không có khỏe, con Talon ba nó không hề khỏe đâu, con Morgana ba mới sợ chứ con Talon này nhiều khi nó ngu lắm, nó không có đột biến như con Morgana ấy. Chẳng qua là giờ không có cái gì xài tạm thôi chứ nó có khỏe đâu anh em. Ê tính nằm mà chưa có hấp huyết luôn đấy nhở, tính ra là mình còn chưa có hấp huyết mà, vậy đi, hèn gì mà thấy cái thiếu thiếu cái gì, thiền này ghép cái bùng què gì ta, tiên phong à, mo tiên phong không, Morgana tiên phong, Solari chuyển trục tội cũng được, mo tiên phong thôi, khỏi mo tiên phong lên em, Solari chuyển trục tội nhé, không đại bác liên thanh cơ ăn ngài nhiều thế nhờ, Solari chuyển trục tội đi để tao cho Talon nó hồi máu các bạn ơi, để Talon nó hồi máu nhá, không cần đâu, không cần xài thìa đâu, bỏ thìa đi, đằng nào ván này mình đánh có hai con hấp huyết à, để bài như vậy đánh được này, kiếm con Zilin à, quên kiếm con Janna nữa để lấy bốn khai sáng, bỏ ba cùng giáo cũng được, tí kẹp Lee Sin, bỏ con này đi, con này không cần, trời ơi sở quên pháp sư làm cái gì,
Giáp tâm linh tí cho sở quên đi. Tí cho sở quên. Bây giờ cho tạm con on luôn đi. Hay bây giờ bỏ on đó luôn ta. Bỏ on chưa ngon nhỉ. Cứ để on đúc đồ đi. Morgana nữa này. Cho Lee Sin giáp tâm linh cũng được đấy nhở. Thôi để tiền lên chết được rồi anh em ơi. Không roll nữa nhá. Không roll nữa đâu nhá. Để tiền lên chết đi. Ván là mình có cung săn rồi á. Mình cũng chẳng cần con Yone này lắm rồi. Đéo cung săn rồi. Bài đang mặn nên cứ để đúc đồ đi. Đúc đồ chán chê mê mỏi đi. Thì đấy, đang cần con Janna vào đây nè. Không có Janna nè. Chờ đi đã. À, tao lòng 3 xin tiên phong vẫn không ăn thua luôn này. Sợ chưa? Yone kiếm súng kìa trời. Được thế nhở. Thánh thần. Không hay. Giáp thiên thần hay á. Giáp thiên thần Morgana ngon. Mất luôn này. Zeke mất luôn. Sojin thôi. Còn gì nữa đâu lấy. Sojin thì cho Jilin tạm đi. Tí cho Lee Sin. Được lấy đâu mà. Ông đâu có được lấy đâu mà. Má hai con Jilin rồi kìa. Lên chết kẹp Fiora. Kiếm con Fiora bỏ vào rồi nhét Lee Sin vào để lấy hai con. Hai con song đấu nhở. Xài luôn Jilin đi cũng được. Họ có thể đánh 4 bí ẩn được anh em. Thua này. Rồi đâm hụt. Ta làm cụt tay. Trời ơi đồ má ơi. Ta làm cụt tay ơi. Morgana nô hút bao á. Bán đi. Tức tiền đi anh em ơi. Mình xài Jilin luôn nhá. Tí mình lên chết mình kẹp con Fiora để nhét Lee Sin vào này. Đấy Fiora này. Có gì mình nhét Lee Sin này. Đợi con On này đúc thêm một đồ là mình bán hai con này đi luôn. Bán hai con này đi luôn. Bán hai con này đi cho Lee Sin vào. Cho Fiora vào. Rồi buồn buồn đánh 4 bí ẩn cũng được. Để nguyên con Aatrox này cũng được ấy nhở. Aatrox. Tôi thấy ấy chốc ngon. À nó đồng hồ cát à. Ờ à, đúng rồi. Ê đi đây ngon này. Ôi ôi thằng nhỏ bị ăn CC kìa. Cút luôn. Ui đâm hụt. Đây đâm hụt rõ ràng nha. Cứ hụt đi. 4 hấp huyết nữa mới ngon á. Ừ thì đây này sớt đây nè. Đang kiếm con ấy nữa.
nhét Fiora vào, rồi bỏ bốn hấp huyết vào lên chết. Bây giờ bỏ Seiyu Aatrox là bạn nhét con Fiora vào và bạn nhét thêm hai con hấp huyết vào, level 9 được chưa? Bỏ Lee Sin vào cũng được, từ từ đã. Nhiều cách mà. Ui vãi cái đái cái gì vậy? Gì vậy? Đồng hồ cát. Morgana. Morgana đồng hồ cát được. Jilin thôi Morgana đi. Lee Sin Fiora trước. Má set rất tâm linh ngon nè anh em ơi, set rất tâm linh ngon nè. Có xài không ta? Có nên xài không ta? Bỏ Lee Sin xài set không ta? Cứ bắt đi. Set rất tâm linh khá là ngon. Set rất tâm linh ngon. Khá là ok là. Cứ cho ly đi, tí không xài ly thì xài xét. Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa? Má tí chết rồi, tí chết với con này luôn đấy trời. Thì con Talon 3 đúng nó không gây đột biến anh em nhờ. Thật luôn đấy, nói không phải chê chứ con Talon 3 nó không gây đột biến nhiều. Con Talon 3 lên này nó chả thấy gây đột biến gì cả. Chả thấy tí đột biến nào hết. Đệt mẹ gặp thằng này à. Thua luôn này. Không gây đột biến được. Thật luôn đấy. Chắc xài xét quá à. Lee Sin. Ui đệt mẹ nó. Nó chặn họng tôi luôn rồi này. Nó chặn họng tôi luôn rồi này. Jilin 2, Sen 2 này. Set có ngon không ta? Maybe ngon, maybe không. Chưa có sở quên nữa, đợi mình tí. Đi 2 rồi, từ từ đã. Chiếu đẹp là được mà. Talon nó phế. Talon nó phế đừng hỏi luôn các bạn ơi. Ao top luôn ý. Talon nó phế đừng hỏi luôn. Có một sự phế vật không hề nhẹ. Mình có cái thì ấy. Ghép cái sát thủ kẹp thêm con Pai vào đến đánh 4 sát thủ cho Talon nó to, đam to không ta? Mình đang có cái thìa này. Mình ghép cái sát thủ không? Cái sát thủ thì rồi cho thêm con Pai vào thay con ấy trước không là được 4 sát thủ luôn đấy. Yone 2 luôn này. Ly sát thủ không? Ly sát thủ không? Ly sát thủ không ngon đâu. Lốc thôi, cứ lốc thôi. Ây da, nó hút rồi.
Rồi hết mù được rồi nha. Yone giết nó, Yone. Băm nó. Băm chết mợ đó. Đi. Đi bạn ơi. Đi bạn ơi. Rồi thằng này thua mình rồi nè. Rồi xong. Gì có gì đâu. Mày cứ lan man là người ta cứ top 1 thôi. Được rồi. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình dép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.